Cục cưng ra đây. Dạ. Đây, quà của cục cưng nè. Cảm ơn anh. Nè, chiều anh qua đón nha. Em biết rồi. Bye bye. Bye. Anh về cẩn thận nha. Thôi, Hải Đường. Gì vậy? Sao ông già nó lại vậy? Sao ông ôm ấp Hải Đường, ông hung giống như là Hải Đường quen với ông vậy? Ừ, thì ảnh là người yêu của tôi mà. Chứ nếu mà không phải người yêu á, dễ gì hung được tôi, đúng không? Mà sao? Thấy người yêu của tôi á, ngon lành không? Đẹp trai nè, chuẩn chạc nè, đúng chuẩn soái ca. Phụ nữ rất là yêu. Yêu chỗ nào? Vậy. Trời đất ơi, quen ai cũng quen, trai trẻ đẹp không chịu quen. Đi quen ông già cứu đế bằng tuổi cha tuổi chú mình vậy mà yêu gì trời. Cha chú cái gì? Trời ơi, cái đó người ta gọi là trưởng thành, hiểu không? Chững chạc trưởng thành. Người yêu của tôi á, cung phụng cho tôi thích cái gì là người yêu của tôi mua cho tôi hết. Nè, thấy không? Hả? Thấy cái gì chưa? Mấy anh ganh tị chứ gì? Ôi, làm gì có chuyện ganh tị. Nè, tôi nói Hải Đường nghe nè. Hải Đường nhìn tôi đi. Vừa trẻ nè, vừa đẹp trai nè, vừa giàu có nè, sức khỏe có nữa, đủ lo cho Hải Đường mà mắc chi quen ông già vậy? Rồi trẻ có mài ra ăn được không? Hả? Thế tóm lại là chuyện của tôi thì cứ để tôi giải quyết đi, xen xen vô làm gì? Nhiều chuyện. Ấy, anh ba. Buông cái tay ra coi. Thì làm gì làm, nhưng mà tôi có mua hủ tiếu qua cho mấy em ăn nè, ngon lắm á, ăn đi. Đi. Không có ăn hủ tiếu. Trời, nhìn thấy tôi ăn bận vậy không? Là phải đi nhà hàng, hiểu chưa? Hủ tiếu thì tự đem về nhà mà ăn đi. Dạ. Ơi, Hải Đường, Hải Đường. Tên 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 tên. Trời ơi, em mới mua điện thoại mới hả? Ôi, thích quá nha, đẹp quá à. Cái này là cái mẫu mới ra luôn á. Chứ còn gì nữa, mua là phải mua cái mẫu mới chứ. Mà khoan, tiền đâu mà em có mua cái này vậy? Tất nhiên là người yêu của em tặng cho em rồi. Mà hai thấy không, chẳng những là tặng cho em điện thoại không đâu, mà em muốn cái gì á, người yêu em cũng mua cho em hết trơn á. Ủa, em có người yêu hồi nào sao hai không biết gì hết trơn vậy? Hai, giờ hai muốn coi hình người yêu của em á. Thôi cho chị coi hình em rể tương lai coi. Đâu, để hai coi hình em rể tương lai coi. Đó, thấy người yêu của em chưa? Phong độ, lịch thiệp, trời ơi. Cái gì? Em quen với cái ông này hả? Ừ. Trời đất ơi, ổng già chát luôn á, nhìn ổng đáng tuổi cha tuổi chú mình đó. Ủa, Thế Tư, ổng có đeo nhẫn cưới nữa nè, vậy là chắc chắn ổng có gia đình rồi đó. Mệt hay quá. Có gì đâu, thì em quen bồ là bồ, còn vợ là vợ, chứ em đâu có làm cái gì đâu mà hay sợ em phá nát gia đình hạnh phúc của người ta, đúng không? Cái gì vậy? Sao em nói chuyện tỉnh bơ vậy bé Tư? Trời ơi, em làm như vậy, em quen một người đàn ông đã có gia đình, chẳng khác nào em đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Rồi lỡ như vợ ổng biết được là em chết luôn đó. Không có được, em chấm dứt liền mối quan hệ với ổng đi. Sao hai kỳ quá vậy? Hai cổ lỗ sĩ quá, hèn chi hai ế tới giờ này á. Ủa, thì miễn sao á, người yêu em chu cấp cho em, em muốn cái gì người yêu em cũng mua cho em hết là được rồi. Mệt, không có nói chuyện với hai nữa đâu. Bây giờ em đi spa, xong rồi một lát nữa em đi ăn tiệc với ảnh. Bye. Bé Tư, bé Tư. Con nhỏ này. Ủa, trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, lâu quá rồi mới gặp. Trời ơi, đại gia của em. Trời ơi, lâu quá. Nhớ cũng cưng ghê vậy đó. Phó hôn giận anh luôn á, anh nó chắc quên em rồi. Sao quên được, anh tưởng đâu là em có bồ trẻ quên anh thì có. Trời ơi, em làm gì có ai, trong tim em á vẫn chỉ có một mình anh thôi à. Trời đất ơi, nhớ quá trời luôn chứ. Nè, hai người làm gì vậy hả? À, đâu có là gì đâu, gặp bạn cũ thôi.
Thì ra bạn cũ của anh có cái gu hồng phấn. Đúng là cái thứ tiểu tam trơ trẽn. Nói người ta mỏng biết nhìn lại mình. Chứ thời đại gì rồi, ai mà còn mê ba cái màu hồng cánh sen. Không anh à, Thôi. Bạn anh tới rồi, thôi có gì bữa khác mình nói chuyện ha. Em hiểu mà. Có gì rảnh á, mình gặp nhau nha. Bye bye anh. Ok. Còn cô á, đừng có dội. Chưa chắc ai hồng hơn ai. Mày. Thôi, cục cứng, đừng có giận nghe, vô đây ngồi em. Buông ra đi. Trời đất ơi, thôi mà, cục cứng, đừng có giận nha. Bạn cũ thôi, em là khác, em là đặc biệt hơn. Không có nên mà tao nói ganh đua với mấy cái đứa đó, hiểu không? Ganh đua gì? Miệng á, thì nói là yêu thương người ta nhất. Vậy mà ai tới dè dãng á, cũng dễ dàng đồng ý hết trơn. Vậy đâu, là thương chưa? Đâu có. Tự nó lại, nó ngồi lên đùi của anh đó chứ. Trời đất ơi, cô giận, mặt nó ghét ghê. Thơm tho như vậy á, để coi kỳ này anh có dứt ra khỏi tôi được không? Ủa? Mấy người là ai? Tự nhiên vô nhà tôi rồi đi khơi khơi vậy, không chào hỏi ai hết hả? Tôi tới đây để làm móng. Làm móng hả? Hồi đó giờ tôi không có đi làm móng dạo. Nếu như mà là tôi á, thì tôi sẽ đi đến những cái xá lồng neo lớn, thiệt là lớn, có thương hiệu. Chứ không có đi làm móng dạo ha. Mời. Nhưng mà có người kêu tôi, kêu tôi đến đây làm móng cho cô. Sao bà nói nhiều quá vậy? Muốn tôi báo công an bắt bà về cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không? Hả? Coi đi rồi báo. Sao? Có quen không? Vậy bà là... Tao là vợ của ông Hoàng. Hôm nay tao tới đây á, để rút móng của con trà xanh trơ trẽn như mày. Để mày đừng có mọc móng ra mà đi cặp kè dụ dỗ với chồng người khác. Mày biết không mày? Dạ. Chị ơi, chứ chắc là có hiểu lầm gì rồi đó chị. Em hiểu lầm hả? Mày giật chồng tao trắng trợn như vậy mà mày còn nói hiểu lầm hả? Hôm nay á, tao rút hết cái móng của mày ra nè, để cho mày mọc mấy cái móng mới đi, để mày biết đi làm kiếm tiền. Chứ mày không có nằm ngửa ra đó mà mày dụ dỗ chồng người khác, moi tiền chồng người khác. Ủa kỳ ta, hồi đó giờ mình qua phòng trọ mình đâu thấy bà đó đâu. Má nó, con này nó ăn gan trời rồi, nó dám giật chồng bà ha. Kỳ này tao qua tao rút móng mày mới được ha. Còn con trà xanh trơ trẽn. Thôi chết rồi, tôi liễu. Chị tha cho em đi chị. Tụi bay đâu? Chị tha. Ôi da, ôi da. Chị tha mày, chị tha mày. Chị tha mày. Chị tha mày. Chị. Mấy người làm gì vậy? Thằng chó, mày thằng nào muốn chết hả mày? À, mấy người làm bậy, tôi báo công an đó. Báo công an hả? Tao cho mày biết nha. Chắc con bồ của mày á, nó cặp kè với chồng tao, nó ngoại tình với chồng tao. Tao có đầy đủ bằng chứng rồi. Báo công an hả? Tao cho mày báo công an nè. Đừng tới lại. Cho mày báo công an, tao cào nát mày, nó luôn nè. Ở nó mày báo công an. Đừng tới lại. Báo công an hả? Làm gì vậy? Mấy người ở đâu tự nhiên vô đánh em tôi là sao hả? Chị ơi, tự nhiên hả? Con em mày á, nó đi cặp với chồng tao. Anh có cái này tặng cục cưng nè. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Lấp lánh luôn nha. Cái này là anh chọn cả buổi trời mới được. Đẹp không? Ôi, sáng quá vậy. Em là phải đặc biệt, đúng không? Để anh đeo vô cho nha. Dạ. Cái này mà đeo lên cổ của em, hay người ta nói nó đẹp. Mấy đứa bạn của em mà nó thấy hả, là nó ganh tị luôn á. Trời ơi. Sao? Em thích quá à. Em cảm ơn cục cưng nhiều nha. Hôn anh cái nè. Trời đất.
Mày không biết dạy nó, mày để hôm nay tao dạy nó cho ha. Chị ơi em lại chị đừng có đánh em. Chị có đánh có chửi thì chị đánh em nè. Thì em làm chị mà em không biết dạy em. Em nó còn nhỏ dại lắm chị. Chẳng qua là nó bị phù phiếm xa hoa cám dỗ thôi. Chị ơi chị tha cho nó đi. Em hứa, em thề với chị là từ nay về sau á, em không có cho nó xuất hiện trước mặt chị, trước mặt chồng chị nó đâu. Em lại chị tha cho em đi chị. Tôi báo cho tụi bay biết nha, hôm nay là tôi đánh cảnh cáo thôi đó. Còn lén phén với chồng tao nữa hả? Tao sát muối vô mặt mày đó, mày biết chưa mày? Đi về. Xin đội ơn chị ơi. Mẹ tôi ơi, em có sao không hả? Anh Thành ơi, anh đi mua bông băng thuốc nỏ giúp em nha. Anh biết rồi, để anh đi mua. Chị ơi, em sợ quá à. Sao rồi? Em đó, hôm trước hai đã nói rồi em không có nghe lời hai. Phải chi á, hôm đó hai nói á, em cắt đứt mối quan hệ với ổng đi thì đâu có kết quả như vậy đâu. Hả? Em có biết là em làm như vậy lỡ em muốn cái gì thì chị biết nói sao với mẹ hả? Em xin lỗi mà, em biết em sai rồi. Kể từ bây giờ em sẽ nghe lời chị hai, em không bao giờ làm những cái chuyện sai trái như vậy nữa đâu. Chị bỏ qua cho em nha.